Chết rồi. Không biết cái đứa nào nó đổ nước sôi vào héo hết cả cái cây chè của ông thế này. Ê, nó có ẩu không chứ gì? Đâu rồi? Cái gì? Đâu rồi? Cái gì? Ông thấy nó đâu không? Đứa nào? Trời ơi, đứa làm cái gì? Ông biết cái gì chưa? Biết cái gì bà phải nói thì tôi mới biết chứ. Thì ông phải từ từ cho tôi nói đã chứ. Ồ, thì tôi đang từ từ đây. Ôi, bực chết chứ này. Được. Tôi cũng đang từ từ đây này. Cái thằng Đông nhà mình ấy. Thằng Đông sao? Cái thằng này nó ngu lắm ông ơi. Nó ngu như thế nào thì phải bảo chứ để thì... Bây giờ về cứ trồn lên. Xong này, như nào? Như nào nào? Chứ tôi nói không? Ừ, nói. Mình cho nó ăn, cho nó mặc. Ừ. Nó ăn cơm nhà bác tù bà hàng tổng cái kia rồi. Ôi. Nó là làm cái gì khổ quá. Hả? Ừ. Cái thằng đấy nhá. Ừ. Tôi đi vẽ tranh cho lão phù ông. Cái gì? Thằng Đông nhà mình. Ờ. Nó đi vẽ tranh cho lão phù ông cái kìa. Thằng Đông đi vẽ tranh. Thằng Đông mà viết vẽ tranh á, nó còn vẽ bằng mắt. Này, nó vẽ cả cái làng này khen nó vẽ đẹp đấy. Ôi dồi, thế thật à? Ừ, nó cũng vẽ giống y như đúc ra cho khuôn khổ. Ôi ôi. Này, thằng này rất láo. Nó láo. Gọi ngay nó về đây. Gọi nó về đây. Gọi ngay nó về đây. Gọi về đây. Ông đi gọi nó về đây. Bà gọi về đây. Ai đi gọi nó về đây? Tôi đi gọi về đây. Láo nháo, đi đâu? Điền không chịu được. Đi đâu? Tôi đi gọi nó. Cái đường đằng này. À đường đằng này, điên quá thôi nên đi nhầm. Thật này, về đây. Chết đòn đấy bà. Mày đi vào đây. Ôi, có thịt của mày đâu? Là cái thằng đau, đau quá. Đau mày cũng phải thịt. Mày quỳ cho cô sao mày cô mày vừa cô vừa beo cô lên vừa đùi hôm nay tao lại cầu cho mày tài luôn. Mày mày ở nhà cụ, mày sống ở nhà cụ mà mày mất đại, mày ngồi xuống đây. Thế thưa mày, mày thấy đau chưa? Mày thấy đau chưa? Ôi cô beo đau thế. Tao hỏi mày, dạ mày ăn ở đâu? Dạ con ăn nhà cụ. Mày ngủ ở đâu? Dạ con ngủ nhà cụ. Thế thằng phú ông nó cho mày ăn cái gì? Dạ sao ạ? Như ông phú ông thì có làm gì đâu mà. Đến trưa mày thích con... Sao mày ăn ở nhà ông, mày ngủ mày ở nhà ông mà mày đi sang mày vẽ tranh cho cái thằng phú ông mất dạy đấy. Nó đi khoe khắp làng, làm ông nhức hết cả mũi. Nó bảo cái gì là cái thằng Đông nhà lý trưởng ấy, nó vẽ tôi giống khúc nào cho cô ấy luôn. Quá đẹp. Thì à? Bẩm cụ, cụ bận việc làng việc nước, còn đâu có biết là cụ cũng thích vẽ tranh. Mày là người ăn kẻ ở ở nhà tao. Dạ. Mày phải biết được là cụ có cảm xúc lúc nào. Dạ dạ. Đấy, dạ, cụ dạ. Muốn gì, cụ thích gì. Nhưng mà cụ muốn vẽ cụ phải bảo con. Ờ, con làm sao mà biết được? Ta lại phải bảo mày à? Ờ. Mày nhìn cụ là mày phải đoán rằng là cụ cụ thích vẽ tranh. Dạ thôi mày phải rồi. Vẽ cho cụ chứ. Bây giờ con vẽ cho cụ. Tao cho phép mày, bởi vì mày là người ăn kẻ ở nhà tao. Dạ. Mày cứ vẽ tao thoải mái nhá. Nhưng không lấy tiền. Vẽ không lấy tiền thì vợ chồng tao nhá đã mất công ngồi cả tiếng đồng hồ làm mẫu cho mày vẽ. Đã không lấy tiền mày thì thôi, mày lại cứ đi lấy tiền của ông bà. Dạ nhưng mày... mà cơ mà cái gì? À, tôi thì người nhà mày thế. Nói đúng à. Người nhà với nhau ai lại đi lấy tiền như thế? Nó dạ. Mang tiếng ra. Mày cứ ngoan, ông thương rồi ông thưởng, nghe chưa? Dạ bẩm cụ, được rồi ạ. Ừ. Thế thì cụ bảo cụ bà đi rồi con vẽ. Ừ. Vẽ luôn và ngay. Để xem nào. Rồi. Được. Chỗ này đẹp đấy. Ông bà đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Đây nhá, đây là trước hết là như thế này. Muốn có bức tranh đẹp thì cô đứng lại đấy, đặt đứng lại được rồi. Ngồi xuống. Đứng. Ba hả? Ba thì đứng lại ba cũng đứng lên. Ông đứng. Rồi, ông này ngồi xuống. Ba đứng nguyên đấy. Đấy, thế được rồi. Rồi, cứ ngồi đứng nguyên thế xem nào. Rồi.
ông bà sao lại ngẩn to te ra như thế? Thế mày bảo đứng lên mày ngồi xuống thì bây giờ thôi, mày có bảo mặt như thế nào đâu? Cụ mặt tươi hay là thế nào? Cụ lít đứng lên. Hai cụ xoay đều một vòng, có xe nào xoay đều một vòng, xoay thế thì ba vào mặt nhau. Xoay đi đây. Xoay. Xoay từ bên này nha. Thứ nhất bà phải này. Hai ba cụ xoay nào, xoay nào này. Chóng mặt. Xoay. Cô bà làm sao đấy? Chóng mặt mày ơi. Chóng mặt thì cũng phải cố. Thế có muốn vẽ tranh không? Có. Có muốn vẽ tranh không? Thôi mình cố gắng đi. Thôi nó muốn có tranh đẹp thì mình phải chịu khó. Mà cụ ý nhá. Hả? Mặt cụ tươi tỉnh. À, ừ. Chóng mặt cụ đần thồn thộn nữa thì làm sao mà vẽ được? Cười. Lúc nào như thế này đi. Rồi, như thế này. Rồi. Thế này ta làm được. Này. Cụ có muốn nó mềm mại cho. Có. Cụ lại nằm tạo dáng nàng tiên cá nằm lên. Nàng tiên cá nằm chống tay lên. Xôi. Bám vào ba đứng lại đấy. Rồi, nằm tiên cá. Rồi, cụ ba. Cụ bà ngồi xuống ở chỗ này. Đấy, ngồi không ngồi cạnh cụ ông khổ quá bảo mai không ngồi đằng sau khổ quá. Ngồi thế thì chồng hết tít vào mặt cụ rồi còn gì nữa. Bà ngồi thế thì nó vẽ mông bà đập vào mắt tôi. Thế bây giờ ông nằm hết cho tôi ngồi vào cái chỗ nào. Bà đứng đằng sau đây này, rốt chết thì gì. Bà dễ hiểu hơn không? Cần gì phải bảo. Ô này. Thế nhà ông bà có định vẽ không? À có. Thì khổ nên đang thảo luận, khổ quá. Đây này, mày cứ vẽ đi, mày không phải cấu. Họa sĩ mà cấu này, hay vẽ lung tung. Mặt vợ chồng ta đang tươi, vẽ nhăn nhúm như con khỉ. Bây giờ cái này kiểu này cũng đẹp rồi. Nhưng con thấy hai cụ là phải kiểu này mới đẹp nữa. Kiểu nào? Cụ là quỳ. Lý quỳ. Như thế nào? Rồi, cụ lý quỳ thế này. Cụ ba ra đây, ngồi lý quỳ. Hai cụ chu mỏ bổ vào nhau. Chu mỏ bổ vào nhau. Gần vào. Đấy, chu vành mặt lên. Rồi, như thế nhá, bắt đầu vẽ nhá. Rồi. Con vẽ đây này. Khổ quá, cô đừng ngó ngoáy. Được rồi. Thế bây giờ nó còn hơn bố mình. Rồi, muốn có tranh đẹp nó là bố rồi. Ôn này. Sao cụ cứ ngó ngang ngó ngoáy. Cô đang thảo luận. Chu mỏ vào. Từ Đông ơi. Làm sao? Ba buồn. Muốn gì? Đấy. Ôi trời ơi. Đấy. Ông bà rách việc quá. Thôi nghỉ đi, không vẽ nữa. Thôi mày, từ đi. Thằng kia mày cứ cáu nhỉ. Tao, cái con điên này. Này, ông bảo ai là con? Không, tôi bảo bà quay lại đây, khổ quá. Nó đang vẽ, nó phải ở cái góc này, nó mới nhìn được. Này ông bà. Cái gì? Thế ông bà có vẽ không? Có. Nếu mà nhiều việc quá thì nghỉ. Thôi. Nếu bao giờ ổn định thì vẽ. Thôi, khổ quá, mày bình tĩnh. Tao đang thảo luận với vợ tao. Rồi thì chu mỏ đi. Bà cứ bình tĩnh. Kể cả có buồn mấy đi chăng nữa, mặt mình vẫn phải tươi lên, chu mỏ lên, nào, sắp xong rồi. Rồi, đấy, con vẽ nhá, rất nhanh đấy, xe rất nhanh. Mày để im, để tao gò lại cái mặt bà ấy. Chứ cái mặt bà như thế này, có khi mày vẽ ra con khỉ. Bà phải tươi lên. Được rồi, cô bà tươi lên, tươi lên. Tươi lên cho tôi. Tươi. Rồi, nào. Tươi mà thế này à? Chu mỏ, xong rồi đây, vẽ này. Thế rồi. Xong chưa? Xong rồi à? Đưa đây. Dạ bẩm hai cụ đấy. Xong đây rồi. Làm mẫu nó mệt lắm đấy con à. Để xem cái thành quả như thế nào. Dạ con mời hai cụ xem ạ. Dạ.
Sao thế cụ? Đông ơi. Dạ. Mày có nhầm không con? Dạ không ạ, con không nhầm đâu ạ. Lúc mày vẽ mày cũng suy nghĩ kỹ rồi đúng không con? Dạ con tưởng tượng hình dung rất rõ ràng. Con mới đưa lên tranh vẽ đấy ạ. Mặt ông bà mày, mày nhận xét đi. Dạ dạ. Có dạ, đổ không? Con thấy mặt ông bà rất giống bức tranh đấy ạ. Giống bức tranh. Dạ, nó có cả cái toát lên cái thần thái đấy. Hai cụ giống lắm ạ. Giống. Lúc hai cụ mà trụ vào nhau như thế này là nó rất là giống. Lúc ấy trong đầu con tưởng tượng ra rõ ràng bức tranh nó giống y như hai cụ đấy ạ. Hai cụ. Vâng. Giống hai con chó này kìa. Dạ cô ơi. Mày cô ơi, con xin cô. Mày nghĩ mặt chúng tao giống hai con chó này đúng không? Dạ bẩm cụ, dạ bẩm cụ, đây là con truyền thần đấy ạ. Mày truyền thần gì? Mày truyền chó mà đến nhưng mày truyền thần gì? Chỉ thần thái bức tranh. Cụ chờ con với. Sao mày chậm chạp thế? Nhanh nhanh cái chân lên. Tao là tao thấy mày mau mồm mau miệng hoạt bát, cho nên là tao mới bảo mày đi. Biết thế này để quách mày ở nhà mày hơn không? Ôi thì con nói cụ, cụ bảo con đi hỏi vợ cho cụ. Thôi đây, thế cụ nhìn đi, mỗi cụ thì vác một cái xác không, còn con thì bao nhiêu sính lễ đồ đạc như này. Không những thế nhá, cụ nhìn này, còn treo luôn cả đôi guốc ở cổ nữa. Nó con cũng không hiểu nổi tại sao cụ không đi guốc mà lại đi chân đất thế này. Ngu. Dạ. Ngu lắm con ạ. Đi guốc ấy mình cứ đeo vào cổ đi. Đến cổng nhà người ta mình mới bỏ xuống, mình cho vào chân mình đi. Thì guốc lúc nào nó cũng như mới. Có khi mấy năm nữa tao không phải sắm guốc mày à. Cứ đi đi. Mày, mày mau mồm mau miệng tao mới cho mày đi. Bằng không ấy tao cho quách cái thằng hầu đi phải hơn không? Ôi trời, sao thế cụ? Ôi sao cái đường dưới kia nó cứng mà sao cái đoạn đường này đất nó lại êm thế hả mày? Ôi trời ơi cụ ơi, cụ dẫm về cái đào thải của con trâu rồi. Ôi trời ơi, cái nói thẳng ra là dẫm về con trâu rồi thì... Ôi trời ơi, mày còn cười cái gì? Đưa cụ đi rửa chân. Xuống lên. Con nói thật với cụ nhá, con phục vụ cụ ấy còn khổ hơn cả phục vụ con trâu ấy. Ủa thế mày nói đây, hóa ra tao là trâu à? Trời ơi, lên đi cụ. Xong chưa cụ ơi? Xong rồi. Sao trời. Đây, cụ đi guốc vào cho con. Này. Dạ. Mày cất trước này đi. Sao lại cất à? Bên này tao vừa dẫm phải rồi. Thế con lạy cụ, con hạ cụ. Hả? Thế bây giờ tí nữa cụ lại dẫm tiếp vào rồi thì khổ ai, khổ con chứ khổ ai. Mày chỉ mong tao dẫm tiếp thế nào. Thôi cụ đi vào cho con nhờ. Rồi. Rồi. Trời ơi, rửa sạch thế gì còn. Rồi. Thôi đi. À này. Dạ. Mày nhớ nhá. Vâng. Sang cái đám đấy ấy. Dạ. Mày phải nhớ, mày phải tâng bốc cụ lên. À, tận mây xanh. À, rồi 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 rồi. À, kiểu đám cưới đúng không? Đúng rồi. À, đây, cụ nghe con nói nhá. Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa cái lọ đục bình, kính thưa bản ghế linh tinh, kính thưa các loại kính. À, được. Kính dâm thì đeo trời nắng, kính trắng thì đeo trời mưa, kính vừa vừa thì đeo khi đi ngủ. Kính thưa các loại tủ, tủ đứng thì để đầu giường, tủ thường thì kê trên bếp, tủ xếp thì để ngoài sân, kính thưa các loại phân. Ôi trời, sao lại đưa phân vào đây? Thôi mày kính cái đoạn trước là được. À rồi. Nó dài dòng văn tự, cắt bớt cho đi. À rồi, cắt. Kính cắt, hơi cắt. Nhiều. Rồi. Nên đặc biệt đừng có đưa phân viết vào đấy. Rồi, cứ bỏ cái phần đấy đi. Rồi. Tức là bây giờ là ngoài cái phần kính ra là con còn phải tâng bốc, phải khen cụ nhiều hơn nữa đúng không? Đúng rồi. Dạ. Mà phải nói làm sao ấy. Dạ. Ở bên nhà gái ấy, họ phải tin cụ, họ thương cụ, họ yêu cụ chứ. À được rồi, để con nói cho cụ nghe thử nhá. Kính thưa bà con, kính thưa tất cả mọi người. Như chúng ta đã biết, cụ Lý sinh ra và lớn lên
Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Ở đây chứ ở đâu? Ở đấy hay, hay là... Hay lắm. Thế là dưới vỗ tay. Vâng, vỗ tay mầm luôn. Cụ Lý là một người sống rất tâm tình, sống rất hết mình với chị em. Còn là với chị em là nào? Cái đấy mày đừng có đưa ra. Bờ rồi, lại. Mày phải giấu đi cho cụ. Lại, con sửa nhá. Cụ Lý là một người sống rất có tâm, có tầm, có tình. Và hay ăn chặn tiền của dân. Con dậy là hành. Cụ sao ơi, mày nói thế? Cụ ơi, con thề với cụ ơi, con biết như nào con nói thế đấy chứ con có bịa ra đâu. Có những cái mày biết nè, nhưng mà cấm tiệt mày không được nói. À, dạ, dạ, dạ. Mày kháo ra cho người ta biết hết thì tao phu xuống đất à? Rồi, thế bây giờ là con các cái loại kính thừa thì tí nữa thì con sẽ nghĩ sau. Thế bây giờ con muốn hỏi cụ hai câu. Thứ nhất là cụ đã có vợ rồi. Không những thế, cụ rất hay tòm tem với cả những cái người mà con gái ở trong làng mà đặc biệt là có chồng rồi. Sao gu của cụ mạnh đấy? Ui, cái thằng này. Mỗi người mỗi gu. À, cái gu của cụ là thế đấy. À, thế ạ. Cụ cứ thích là miếng ngon đánh cả cụ. Nhưng mà con thấy là cô Thắm nhá, cô đã có ý trung nhân rồi. Thế sao mà cụ vẫn muốn là đập chủ để cướp hoa là như nào? Bây giờ cụ già như này lấy sức đâu mà xoắn mà quẩy cô Thắm nữa? Thằng này, cái việc xoắn quẩy không phải việc của tao. À, không phải việc của mày đâu. Ừ nhỉ. Tao xoắn thì không tao biết chứ. Ừ vâng. Thế này, này, dạ. Này, tao nói cho mày biết nhá. À, những cái việc này là sang đấy mày phải giữ bí mật, tuyệt đối không được nói ra. À, mày vạch áo cho người xăm đưng thế mày giết cụ à? Rồi, cái này là... Đúng không? Rồi, thế chứ như mày và con lại muốn nói với cụ một cái điều này. Chuyện này bà Lý chưa biết, đúng không? Mới bây nhỡ đâu bà Lý mà biết thì bà Lý bà xé xác cụ, bà chôn sống con thì sao? Biết thế nào được? Mà mày biết đấy, mày thấy đấy. Cái con Thắm ấy, trời ơi, nó xinh nhất làng ấy. Rồi, đứa nào chẳng mê, đúng không? Mày có mê không? Đúng rồi, đúng rồi. Sang đấy mà mày nhìn thấy mặt cô Thắm, mặt mày đần thối ra ngay. Tôi không chỉ... nói lằng nhằng. Dạ. Mày chỉ có việc bê. Dạ. Chưa? Dạ. Mới sang đến đấy. Dạ. Tâng bốc cụ lên. Đi, nhanh lên. Dạ. Khó nhỉ. Anh Hồng ý trung nhân của cô Thắm nhờ mình để cản cụ Lý. Nhưng mà bây giờ cụ đi thế này thì cản làm sao được. Nhanh lên đồ ơi. Dạ. Chờ con với cụ ơi. Để cho tiếp mời con. À, thôi. Bố phải để con chứ lệ. Con muốn làm con rể thì ít nhất thì cũng phải phục vụ bố một tí. Để con rót nước. Thắm ơi, ra thầy bảo. Dạ thầy gọi con. Con chuẩn bị cơm nước để thầy mời cụ Lý nhé. Dạ vâng ạ. Ấy đấy à, dạ thưa cụ, con gái của tôi nó còn trẻ người non dạ, khi mà cụ lấy về làm vợ thì nhờ cụ dạy dỗ cháu ạ. Mày cứ yên tâm đi. Con của mày nó trẻ thế thì về tao sẽ dạy dỗ đâu vào đấy, có cái gì đâu mà. Dạ. Cụ ơi. À tốt. Sao lại là mày? À, bố cứ yên tâm bố nha. Dạ. Con bố trẻ nhưng mà về tay con sẽ dạy dỗ chu đáo hết, bố cứ yên tâm nhá. Riêng cái chuyện cơm nước ấy thì khỏi phải lo. Ngay từ nhỏ thì tôi đã khuyến khích các con ấy là phải thân phải tự lập, tự lo, không cậy nhờ vào người khác. Đúng rồi, cứ phải tự lập chứ cậy nhờ người khác là không được. Thế nên cụ cứ yên tâm ạ. Cụ xây nước đi ạ. Mày pha trà đấy à? Đâu, có phải nhà con đâu mà con pha. Sao trà mày pha sao kém thế, uống chán lắm. Lại mày rồi. Dạ không sao. Con lại xin lỗi bố. Trà bố pha không bằng thằng Hầu nhà con. Ông ạ, cụ Lý nhà con ấy là người có ăn có học, cho nên cái lúc mà cụ con thẩm trà ấy là
cái nước mà để nấu ra trà ấy là phải từ những cái hạt xương từ sớm ban mai đấy, mà dùng những cái hạt xương đấy để nấu trà. Và cái loại trà là cái loại mua là tính ra là cũng phải đến 10 hào một cân đấy. 10 hào một cân, vâng. Đúng nhiều thế, vâng. Bằng đúng công cái thắm rồi tôi đã làm một năm, ừ. Mà bằng cái số tiền mà tôi nợ thì cũng lý. Thôi, mày không phải lo đi, cần thiết tao cho mày vay thêm. Cần thiết, con cho bố vay thêm. Ông cứ yên tâm, nói chung là bây giờ nếu mà cụ mà tha được con gái ông về thì không lo cái gì đâu. Không thiếu một cái gì cả. Mà ông ơi, con gái ông trẻ như thế mà cụ già như thế này thì có khác nào cụ Lý con là trâu già thích gặm cỏ non không nhỉ? Mày bon cái mồm mày hơi xa kìa. Tao bố ơi, chỗ này để cho thắm may váy nhé. Bố cất cẩn thận cho con đấy. Con nói thật với bố là con rình mãi con mới lấy được cái chỗ vải đẹp này đấy. Mày biết là lấy qua không? Bố cất riêng cho con đấy nhé. Xin được đội ơn cụ Lý ấy. À quên, lại đội ơn rồi. Bố có nói là tao cảm ơn mày để cho nó gân gã. Bố cảm ơn mày. Các bạn gần gũi không nhá? Ông cứ yên tâm nhá. Một khi cụ con đã tha được con gái ông về chuồng rồi thì không thiếu một cái gì cả. Ôi, cái quý hóa quá. Ý con muốn nói là như thế này. Cụ Lý nhà con ấy là một cái người rất là thông minh, làm lụng rất là giỏi, cho nên ý là đất đai nhà cụ là nhiều lắm, trải dài đến tận chân trời cơ mà. Cò nó bay mỏi cánh, khi nào nó rũ nó chết thì mới hết đất. Nhiều quá. Ôi, nhằm nhò gì, không những cụ con thông minh nhá, giỏi giang, cụ con còn rất khỏe, khỏe lắm. Cụ con định cưới một lúc 10 bà vợ lẽ. Mày làm cái gì thế? Hả? Lấy thêm 10 bà vợ lẽ? Cả con gái ông nữa là 11. Là 11? Thế sao cụ bảo là chỉ lấy mình con thắm là thôi, thì lấy như thế thì lấy tiền của nó mà chia. Ôi trời ơi, của nả cái gì? Còn bà Lý ở nhà đây kìa. Này, muốn lấy được của nả phải bước qua xác bà Lý nhá, mỡ đây mà hút. Bà Lý vẫn còn sống à? Ơ, sống sờ sờ, sống nhặng răng cái gì mình. Mày biến ra kia ngay, mày cút ngay. Ôi trời, tao giết chết mày à? Thằng mất dạy này. Bố ơi, bố đừng có tin cái thằng này mới dạy làm. Nó ở với con bao năm con biết mà. Này, chỉ vì sáng nay nha, nó xin con có 2 hào con không cho nó. Thế mà bây giờ nó đến đây nó toàn nói xấu con, nó dựng chuyện lên đấy. Bố cứ yên tâm, em thắm về nhà con đâu khác gì. Con sẽ chiều chuộng em thắm hết cỡ. Con nói vậy thì bố tin con. Anh Nô. Ôi giời, cô Thắm à? Có gì, anh giúp tôi với nhá. Anh mà không giúp tôi, thầy tôi bắt tôi lấy cụ Lý, chắc tôi chết mất. Tôi biết rồi, anh Hồng anh cũng nhờ tôi rồi. Thôi, cô cứ đi vào đi, để tôi nghĩ cách cho, nhá. Có gì, anh giúp tôi với nhá. Biết rồi. Con không biết tại sao mà bà đi đến tận đây, con đang đứng ở cổng kia kìa. Tôi bỏ mẹ rồi, nhà sao mà bà ấy biết? Thế còn qua nói đâu, không biết được cái gì mày đưa tao đi trốn ở đâu? Đi. Từ đã. Thằng cu bảo cho tôi. Thằng cu bảo cùng cho tôi. Đi trốn. Đi, cô đi trước đi. Này, trong môn của cụ Lý là ăn không được thì đạp đổ nhá. Tôi đi khỏi. Ôi đấy, vợ thì còn sống sờ sờ, thế mà bảo là vợ chết, đúng là đồ thất đức. Ôi thôi, cũng may mà thằng Nô nó nói thật, không thì con gái tôi mà làm vợ cụ Lý này có mà nhục khổ cả đời. Ôi. Cụ ơi, cụ làm sao mà mặt cụ khó đăm đăm thế ạ? Mày nói ít thôi, tao đang đau đầu lắm. Chết, cụ ốm à?
Úi dồi, chắc là cụ ăn chặn nhiều quá nên là nghiệp đang quật rồi. Cái mồm mới hơi quá đà đấy nhá. Ê, cụ cho mày cái đó. Con đùa cụ tí cho cụ vui, cho cụ nhanh khỏe. Thế mà cụ, cụ cũng là người không biết đùa gì cả. Mà làm sao mà cụ lại sầu não thế ạ? Ôi giời, hôm trước tao sang nhà lão Lý làm bên, ngồi uống nước với lão ấy. Thế lại lão lại giờ cái trò là đố vui có thưởng. Thế tao thua mất năm hào thế mới đau chứ đi. Cụ cứ làm như con là trẻ con đi mà con quên nhanh thế được. Hôm đấy chính xác ấy là cụ thua 10 hào cụ ạ. Cụ hỏi ông ấy 10 câu, ông ấy đều trả lời được. Thế còn ông ấy hỏi 10 câu, cụ chẳng trả lời được câu nào. Nghĩ đến mà nhục thật ấy. Ông ấy vụt cho mày cái giờ. Cụ đang ốm thì cụ giãn cái cơ mặt ra cho nó khỏe. Cụ giãn ra con xem nào. Giãn, giãn cái đầu mày, giãn. Rồi, rồi. Này, lão Hèn, ngày hôm nay này, lão sang đây chơi. Chơi chiếc gì? Lão ấy sang đòi nợ. Nó còn nhắn lại là tiện thể ở đây ăn cơm. Úi trời ơi, này, thì hôm nay tao tiếp lão cơm nhé. Với lại giả nợ cho lão nhé. Thế là này, tao là tao thiệt đi thiệt lại, tao thiệt tái thiệt hồi, mất hết cả tiền mà tốn phí cả con gà nữa. Chứ gì cụ ơi, còn một cách hay là cụ cho gọi thằng Đô sang đi. Cái thằng đấy làm nó nhiều mưu mẹo lắm, biết đâu nó lại giúp được cụ không mất tiền thì sao. Thế chắc mày được, cái này thì tao cho là mày được. Thằng Nô công nhận nó lanh lợi hơn mày. Vâng. Nó lóng cá, nó lém đỉnh hơn mày nhiều. Ô thế sao có hai thằng hầu thì một thằng thông minh, sao một thằng lại ngu thế nhỉ? Cụ, cái thằng Nô nó là quan văn, còn con là quan võ. Mơ, mày là quan võ? Vâng. Mày ở với tao bao năm nay, mày làm quan võ cho tao, nuôi mày tốn bao nhiêu cơm gạo có lớn nữa được tí nào đâu. Tao cũng nói không sai nhỉ, mồm miệng đỡ chân tay là con võ. Con võ mồm. Ừ, rồi bây giờ thế này, mày bắt ngay con gà, con gà gì nha, cấm tiệt không được bắt gà to nhá, thịt luộc nó lên rồi sang gọi thằng Nô ra đây. Dạ, thế con đi luôn cô ạ. Đi đi. Cái thằng này, đôi lúc được việc viết. Này ông, ừ? Tôi nhớ, mỗi lần ông sang tôi đều thiết đãi ông ít nhất cũng phải 3 món, không thì 5. Như thế mới có cái để nhậu, đằng này... Mỗi con gà này thì nhậu nhẹt cái gì? Này, ông Lý ơi, ông đừng có so sánh vội, từ từ đâu, những người khác con đấy sao mà sốt ruột thế? Được rồi, tôi sẽ tiếp ông đầy đủ các món luôn, nhé. Thì gọi lên đi. Rồi thì nước gà hay nước rau thì nó vẫn là nước, ai tính món nhắm rượu này. Một món này nhìn cho kỹ vào. Cái này thì gọi là một món thì được. Hai món này không, cái đấy thì không tính là món được. Cái này không tính món đâu. Món nhưng mà tôi tưởng cái phải thêm cái món thịt chó hay là thịt vịt. Cái này thêm cái đĩa rau luộc. Ông là ông ăn thịt chó, thịt vịt, ông ăn động vật nhiều quá nó oán ông đấy. Rồi tôi hỏi ông nhá. Một món này. Gà này thì gọi là món thì được. Đây có gọi là món được không? Thì rau này thì nó là món nhưng mà là gì nhá? Là hai món. Hai món. Ừ. Không, cái này thì không gọi là món được, nó là muối. Con này, khi ông ăn gà,
ông chấm vào nước lã. Đây gọi là gia vị, ông buồn cười thật. Ông phải có muối có gia vị ăn nó mới ngon chứ gì. Ông nói đùa. Cái hiểu gì thì chắc ngon cả. Thôi đừng có kích bác nhau, chưa biết ai cho kiệt đâu. Anh đã từ từ đã. Bình tĩnh. Từ từ. Bây giờ còn chưa cho ăn đây thì. Ông biết rượu gì không? Ống rượu của ông thì ba cái loại rượu vớt vẩn này. Ngót nghét là 7 năm đấy. Thử xem là 7 năm của ông này. Thử chưa hả? Ừ. Rót đi. Ông ngửi xem rượu ngon không? Thử rót uống luôn, ngửi làm cái gì? Sao ông sốt ruột thế nhỉ? Này, chắc là ông nghĩ rằng ngày hôm nay ông sang nhà tôi ăn cơm, cho nên hai hôm trước cũng không ăn cái gì đúng không? Làm sao mà tính kỹ thế? Người đâu lại? Tôi không phải như ông. Ông ngửi xem có thơm không? Tôi rót đây uống luôn. Ôi trời, ông này, ông nhìn thằng Hầu ông, thằng này này, chắc là những cái món này là chưa bao giờ được ăn. Thơm. Đứng nuốt nước miếng gượng ngược. Đây thì rót. Rót rượu nó không phải có nghệ thuật, ông hiểu chưa? Nếu mà tri kỷ tri ân là phải chia đôi thế này này. Nhưng tôi với ông mà cái chuyện tri kỷ tri ân nó như ở trên mây. Đấy, nghe không? À, uống cái đã. Không ai người ta uống rượu kiểu đấy. Ông nhìn thế này. Uống rượu nó phải có nghệ thuật uống rượu. Ông nhìn tôi uống cái này. Cầm cái vạt áo lên. Được chưa? Chén rượu đưa ngang mũi. Trước khi uống phải thưởng thức cái mùi thơm của rượu, rồi hắn đưa vào môi. Được chưa? Ừ. Ui. Đấy, thế là tôi uống rồi đấy. Thế bây giờ ăn được chưa? Từ từ. Thế vẫn chưa ăn được à? Lại củ từ đã. Cứ bình tĩnh, củ từ. Hầu. Ôi, giật hết cả mình. Đến thì phải đánh tiếng chứ. Này, thế cụ Lý gọi tôi sang đây là có việc gì đấy? Kìa, ông không nhìn thấy gì à? Ô, có cả cụ Lý làng bên sang đây nữa. Phải rồi, cụ Lý làng bên sang đây ấy là để đòi nợ cụ nhà mình. Thế á? Nhưng mà cụ nhà mình chắc là đang tính ăn quỵt. Thế á? Nên là đang rủ cụ Lý làng bên chơi chữ. Ừ. Mà cụ biết ông là người có tí chữ. Ừ. Thế nên là cụ bảo cho gọi ông sang để mà hộ giá. À, thế à? Thế sao ông không chơi chữ đi? Thì tôi là bên quan võ. Còn ông là quan văn. Văn võ xong toàn. Ghê nhỉ. Thế đứng đây nuốt bao nhiêu nước bọt rồi, với cả là ngắm cái con gà quả thân bao nhiêu lâu rồi? Ôi giời ơi, lâu lắm rồi, thèm lắm rồi. À thế hả? Thế có thích ăn cái đùi gà không? Ê, thích chứ. Thế không vào mà ăn đi. Thôi, ăn được cái đùi gà của hai cụ á, có một nát đít. Ông có tin là tôi vào đấy tôi ăn được cả con gà? Nói phép. Chờ đấy mà xem nhá, chống mắt lên mà xem. Dạ, con chào hai cụ à. Ở nô đấy hả? Dạ. Thôi. Có gì đấy? Không ăn uống gì nữa. Thằng kia, ra chuẩn bị bong lọng rồi về. Dạ vâng. Kìa, anh bạn Lý, làm gì mà nóng tính, tính cứ sồn sồn đấy nè. Này, tôi sẽ giả ông mười hào, tôi có ăn quỵt của ông bao giờ đâu. Khổ quá, ông cứ làm cho tôi quỵt của ông, chỉ có ông quỵt tôi đâu quỵt đâu đâu. Dạ, bằng tay cô. Đấy, mày thấy, dạ. Mời ông sang nhậu mà có mất con gà, mà còn không cho ăn. Dạ bẩm cụ, thực ra là cụ hiểu sai ý của cụ Lý con rồi. Cụ Lý của con ý là người có ăn, có học. Nên ý của cụ là bây giờ muốn ăn con gà này là mình phải
làm thơ. Đúng tức rồi. Là trong cái câu thơ đấy là phải có cái bộ phận của con gà thì mới được ăn đúng gà. Đúng rồi, ông phải nên nhớ nhé, ăn con gà nó phải nghĩ tới con gà, phải có những cái bài thơ hay chắc tuyệt về con gà. Đúng rồi ạ. Thì mới nên ăn. Dạ. Ăn nó ra ăn chứ không phải ăn hùng hục như đâu mà được đâu. Dạ. Thơ đúng không? Dạ. Thế mà không nói sớm. Thơ ở đây thiếu gì? Dạ. À, thế ạ. Nghe đây này. Ờ dạ. Trai thời trung hiếu làm đầu. Ấy nhá, có cái đầu nhé, tôi xin cái đầu. Ôi giời. Này, dừng ăn lại nghe thơ của tôi đây này. Cứ đọc đi. Công cha nghĩa mẹ hết mình vì con. Ấy, ai từ từ. Công cha nghĩa mẹ mà hết mình vì con. Đấy này, đấy, cả cái thân, cả cái mình này. Nó trả hết mình vì con, cả cái con gà này còn gì nữa. Hầu ơi! Dạ, dạ, dạ. Này. Dạ, con đây ạ. Đất đi. Tối ông mày sơ. Dạ, dạ, dạ. Để đứng lại dưới nhé. Của ông. Công cha nghĩa mẹ hết mình vì con. Dễ dạ. Không thấy nhỉ. Sao làm gì đấy, làm gì mà nóng thế? Cụ không phục à? Tôi không phục. Bây giờ ông chơi thơ đúng không? Tôi sẽ chơi câu đố. Được thôi, câu đố đi, nhất trí. Bây giờ tôi ra câu đố, nếu ông trả lời được, tôi sẽ trả cho ông 30 hào. 30 hào là cộng cả cái 10 hào mà tôi nữa ông ạ. Đúng rồi. Nhất trí, chơi luôn. Nếu như tôi thua, ôi sẽ mất cho ông chỉ 20 hào thôi. 20 hào thôi gì? Ừ. Chơi luôn. Chơi luôn. Rồi. Đặt tiền ra. Tiền gì? Nói đi đôi với việc làm. Đấy, mày lau đi. Tiền thì mày đặt đây, nó sạch sẽ. 30 hào đây. Có cần phải đếm thì đếm đi. Được rồi. Tôi cầm thì biết là tiền là bao nhiêu đây. 20 hào nhé. Ừ. Đấy. Nghe đây này. Dạ. Hai thầy trò ông nghe. Ông đố cả hai thầy trò tôi á. Đố cả hai thầy trò ông luôn. Ôi dồi. Bây giờ làm thế nào để con cua được chín chất? Giải đi. Tám cộng với hai là 10. Con cua nó tám cộng hai càng. Nó chỉ có 10 chân thôi. Đấy, giải vòng mắt. Con được bẻ được một cẳng. Ai chứ bẻ chân, bây giờ tôi bẻ một chân ông nhé. Sao phải được từ từ từ. Chân bẻ chân. Cụ ơi, cụ là cụ đố cụ Lý với đố cả con luôn đúng không ạ? Đố cả hai thầy trò mày luôn. À thế. Cười gì mà cười cho anh nhá. Giải đi. Nghe giải thế này. Giải đi. Luộc. Luộc lên này này, không những nó chín cả 10 càng mà nó còn chín cả 10. Tiền đúng rồi, nghe thôi. Em xin. Nói phải giữ lời nhé. Lời nói đòi máu. Yeah, phải giữ lời đấy thôi. Chó được lắm. Nhớ cái mặt thằng Lý ấy. Cụ ơi, đã mất tiền rồi, cụ nói thế lại mất trước cụ ấy. Nhớ như sao không nhớ mặt thằng Lý. Sống để bụng còn chết mang đi nữa. Cụ thưởng cho mày hay nào. Dạ, lại cụ, không cần ơn cụ à. Tao không những trừ được nợ mà tao còn lãi 18 hào. Đúng là đồ đều muốn mạng thất ấy. Tức không chịu được. Lần sau có đem kiệu rước ấy, thì ông không bao giờ đến cái nhà đó nữa. Đến đòi nợ tiền không nói được, ăn không được ăn. Ngu mà... ngu lắm. Mày đi này. Nô đó chẳng nguyên rồi. Chẳng nô đã phải làm. Ra mà xem chẳng nô. Bà con ơi.
bên kia này cô. Nhanh lên, không có lão lý trưởng làm lò nữa. Cướp mặt trạng bây giờ. Vâng. Bây giờ ta đã là Trạng Nguyên, để xem ai còn dám khinh thường ta nữa không. À không, ai dám khinh thường Trạng đâu. Người Trạng về nhà Lý, kẻ nào dám khinh thường Trạng. Lý tôi tát cho nó vỡ mồm. Dạ đúng rồi đấy ạ. Ai mà dám khinh thường Trạng Nô, Trạng Nô cứ bảo em dẹp một phát là chúng nó sợ xanh mắt luôn ạ. Thế mà ta cứ tưởng bao lâu nay Lý trưởng và thằng Hầu khinh thường ta lắm rồi. Ai dám khinh thường đâu. Mời Trạng về nhà Lý, Lý sẽ đón tiếp Linh Đình có sơn hào hải vị. Trạng à, đúng rồi. Được. Trạng là phải vệ, Trạng là phải về nhà tôi này. Chứ cái lão này nổi tiếng là kẹo kiệt, chắc chỉ cho Trạng ăn cá ươn. Đưa Trạng về thôi. Này, cái thằng Lý Loan kia, đừng có thấy người sang Bắc Quảng làm họ nhá. Lão mày là thấy người sang. Mời Trạng về nhà Lý. Trạng về nhà tôi. Ta cũng không ngờ được rằng đến một ngày hai ông lý trưởng của hai làng bên phải kính lễ ta, khâm phục ta. Thằng nào con nào dám đánh Trạng Nô. Trạng Nô, trời ơi là trời, chưa chảy chưa chật ra còn nằm ảnh ra đấy mà ngủ. Anh không biết làm gì ngoài việc ngủ hả? Mình buồn cười thật đấy. Quanh năm suốt tháng, ngày nào tôi cũng sang nhà cụ Lý để làm việc, để phục vụ gia đình cụ Lý. Thế bây giờ Tết nhất sắp đến rồi thì cũng phải cho tôi nghỉ ngơi tí chứ lị. Úi giời ơi, làm như là lắm việc lắm không bằng ý. Mà sao hôm qua đi làm về không thấy đưa tiền cho tôi đi đong gạo? Thì tôi làm có nửa ngày, nhưng mà sau đấy cụ Lý cụ chê khăm tôi lại chê khăm lại cụ Lý. Thế là sao? Không có tiền. Trời ơi là rồi, mình ơi là mình, tôi chưa thấy ai mà ngốc như mình luôn ấy. Được làm việc với cụ Lý thì phải biết nịnh nọt, đằng này cứ thẳng như ruột ngựa ấy, đã không khéo thì thôi còn đòi chơi lại với cụ Lý. Cụ mà ghét trời ấy. Mà cụ không thuê nữa, cả nhà mình ăn cám à. Biết là thế, nhưng mà cụ đã đụng vào cái lòng tự trọng của tôi, đụng vào cái danh dự của tôi, cho nên là tôi không thèm. Không thèm. Cụ Lý nhá, cụ là người có tiền, cụ nói gì, làm gì cũng đúng. Mình đi làm nửa ngày công, không phải là tiền à? Mình định làm không công à? Không phải nói nhiều nữa. Một khi đã đụng vào cái lòng tự trọng của thằng Nô này nhá, thằng Nô này đếch thèm nhá. Tôi không sang nhà cụ Lý nữa đâu. Nhìn mặt cụ tôi ghét lắm. Tôi ngủ tiếp đi. Có dậy không? Không. Có đi không? Không. Này này, không dậy không đi nhá, tối nay tôi cho ngủ gầm giường. Ngủ gầm giường thì còn làm ăn được cái gì nữa. Thôi được rồi, đi thì đi, ngủ cũng không ngon. Đi nhanh lên. Biết rồi. Đòi tiền ngay về cho tôi. Hết cả mình. Chợ xuân năm nay đông vui quá Hầu ạ. Vâng. Úi dồi ôi, cụ đang đi cụ lại dừng lại bất ngờ thế. Nhỡ đâu con đâm sầm vào chân cụ, cụ lại bắt đền tiền con thì chết con. Ô thế tao là chủ hay mày là chủ? Thì con là chủ cụ. Cụ là chủ con. Này. Dạ. Ông mày phan cho mày cái chứ. Dạ. Ái dạ, úi dạ phành phạch, mát nhỉ. Dạ. Mát quá nhỉ. Dạ. Thì nãy giờ mày toàn quạt cho mày, đứa tao là đầy tớ của mày. Thôi đưa đầy tớ quạt cho chủ nhá. Dạ, con đâu dám ạ. Mà cụ cứ sai luôn là mày quạt cho cụ. Cụ lại còn mày đặt hỏi ai là chủ, ai là tớ nữa. Mày thì đặt quạt đi. Vâng. Quạt mày cho. Mà cụ ơi, tí nữa lên chợ huyện, cụ cho con xin một hào để con uống nước. Chứ con khát khô hết cổ rồi. Chứ mày chịu khát sao nó kém thế. Tí nữa đi qua sông, vụt đầu xuống đấy mà uống, đỡ tốn một hào. Cái thằng này. Đúng rồi, cụ lý trưởng,
nổi tiếng keo kiệt, không sai một tí nào. Hả? Mày bảo ai keo kiệt đó hả? Dạ, không, con đâu có dám ạ. Con đi. Dạ vâng. Này, mày cứ nói lằng nhằng nhá. Lát nữa mà qua bến đỏ, tao đi đò, còn mày phải bơi đấy. Ê, dạ không. Hầu ơi. Dạ. Hình như thằng Nô kìa. Đúng thằng Nô rồi. Hôm qua tao bảo nó cày mấy thửa ruộng chưa trả tiền cho nó, chắc nó gặp tao nó đòi tiền đấy. Mày bảo là tao đi họp với quan trên nhé. Bảo không, tao đi họp. Dạ vâng 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 ạ vâng ạ vâng. Ê Hầu à. Đây, thế đi đâu đấy? À thì tôi đi mua sách bút cho cụ Lý. Chào đấy. Cụ Lý á? Ừ. Thì gì đấy? Cụ Lý đâu? Cụ Lý đi Tết quan huyện từ sáng rồi. Mà ông hỏi cụ làm gì? Nhiều, hôm qua tôi cày cho cụ Lý mấy thửa ruộng, nhưng mà quên chưa lấy tiền. Thế hôm nay là muốn gặp cụ Lý để lấy tiền thôi. À, cụ không có nhà đâu. Đến nhà tìm cũng vô ích thôi. Thế được rồi, thế để tôi đi tìm chỗ khác vậy. Thế chạy ra. Cụ ơi, nó đi rồi cụ ơi. Nó đi chưa? Đi rồi. Đi rồi à? Mà gớm, có mấy hào cụ không giả dứt điểm nó đi. Để nó cứ đòi như này xong rồi đi trốn như thế thì có phải nhục không? Thằng này, mày cứ làm như tiền của tao như là vỏ hến à. Thôi đi. Dạ. Trời trong xanh, nước trong xanh. Cụ ơi, có khi là trời sắp bão rồi đấy cụ ạ. Nhưng mày hâm à? Gần Tết làm gì có bão? Bão thì ai đi sắm Tết? Mày, bao đời nay có bao giờ Tết mà có bão đâu. Bởi vì con thấy là từ lúc con về nhà cụ ở đến bây giờ, cụ mới bỏ giấy bỏ bút ra để mà đối thơ, thế thì chả sắp có bão ở cụ. Mày chưa hiểu được tài của cụ đâu. Mày hiểu chưa? Với cái tầm như mày, không phải là để cụ nói chuyện về văn chương. Hiểu chưa? Mày thích nghe thơ của cụ không? Con có. Mày có thấm được thơ không? Thì mới nghe được. Con có chứ ạ. Trời trong xanh, ở dưới có mấy cái cây lơ thơ. Ôi nghe chẳng vào tai thế nào cả. Nó cứ ngang ngang kiểu gì. Ở dưới nó ngang là vì tao chưa làm hết cho nên nó chưa thuận. Mày, thôi mày đi ra kia đi. Mà con cũng chẳng muốn ở đây. Cứ ở đây nhìn cụ ngoáy cứ như là gà bới, đau hết cả mắt. Không đi. Bố láo bố biết mình viết chữ mà nó bảo mình là ngoáy chứ. Thằng này sao lạ, cứ như ngoáy cắm lợn như mày. Ôi dồi ôi, ôi. Cái gì đấy? Thằng Nô nó đến kìa. Ôi, thằng Nô nó đến đấy. Vâng. Sáng nay tao đã tránh mặt nó rồi cơ mà. Cụ buồn cười thật. Tết nhất đến nơi rồi, nó cũng phải đi đòi nợ để nó còn sắm Tết lo cho vợ, lo cho con nó chứ. Mà cô ơi, thôi có hai hào trả cho nó đi, chứ suốt ngày trốn chui trốn lủi nhục lắm. Tao sẽ trả chứ tao có quỷ đâu. Sang năm tao trả cũng được mà. Mày ra ngay ngoài đấy, bằng mọi cách chặn nó lại, tao trốn. Này Nô, đi đâu đấy? À? Này Hầu, đây là nhà ai? Nhà cụ Lý. Thì đến gặp cụ Lý chẳng nhẽ đi gặp Hầu à? Cụ Lý đâu? Hả? Này, cụ lại đi vắng rồi. Cái gì? Thế cụ đi đâu? À thì cụ đi công việc. Đi từ sớm rồi, chắc là cụ lên trên quan huyện. Mà ông cũng biết rồi đấy. Tên cho đến nơi chắc là cụ đi lo mấy cái việc hối lộ quan trên đi mà. Đi hối lộ á? Ừ. Ôi dồi ôi, có tiền đi hối lộ. Thế mà thuê thằng Nô này cày ruộng có mấy hào thôi mà vẫn không giả là như nào? Ai mà không giả? Ai bảo là cụ không giả? Thì đòi mấy ngày nhưng mà đã giả đâu. Đấy là do ông chưa gặp được cụ. Ông hiểu chưa? Có trách ấy là phải trách số ông. Tại sao không có duyên gặp được người cần gặp? Người ta đã bảo rồi, hữu duyên thiên lý, năng tương ngộ, vô duyên đối diện,
bất tử phổ. Ủa. Văn chương của Hầu lai láng nhỉ? Thì chứ sao? Văn chương lai láng như cái máng lộn. Làm gì đây? Đã bảo là cụ không có nhà rồi, cứ sầu. Nhìn đi, thấy chưa? Chữ vẫn chưa giáo mực. Công nhận đấy, trần đời chưa bao giờ mà thấy cái chữ của ai viết nó lại xấu như thế này. Ôi rồi hả, trời trong xanh mà lại đối với cả đất đen thui, vớ vải vớ vẩn thật sự luôn. Mày suýt gì mà suýt, tôi nói thật với ông nhá, cái chữ này này, ôi rồi nét không ra nét này, ôi rồi còn lằng ngoa lằng ngoằng này, không bằng cái đứa con nít gần nhà tôi, thật không bằng cái đứa trẻ con lên ba ấy, tôi nói thật chứ. Cái thằng nô kia, mày bảo chữ tao viết thế này mà mày lại chê tao là không bằng cái đứa trẻ con lên ba là thế nào hả? Chẳng có nhận Hầu. Ai đây? Cụ Lý chứ còn ai? Ô cụ Lý à? Thế mà con cứ tưởng là cụ Lý đang lên kinh đi hối lộ đấy. Thế hóa ra là cụ Lý ở nhà à? Tao nói cho mày biết nhá, tao rất nhiều chữ. À thế à? Chẳng qua ấy là tao chưa thích viết thôi. À, con biết mà, cụ Lý là người có ăn có học. Cụ Lý là đi vào thì hào hoa mà đi ra thì phong nhã. Cụ Lý là nợ con hai hào mãi chưa giả để cho con xin cụ nha. Bây giờ cụ không giả cho con về là con vợ con nó nhai sống con luôn đây này. Tao có nói là tao không giả cho mày đâu. Nhưng năm nay nó khó khăn. Sang năm tao giả cho mày. Sang năm hả cụ? Sang năm cụ mới giả cho con gì? Đúng không? Đúng không? Có phải thế không? Trời cụ ơi. Hả? Cả làng cả tổng ra đây mà xem này. Cụ Lý nhà nợ thằng Đô này có hai hào thôi. Thôi ngay, thôi ngay. Thôi cụ ơi, cụ ơi, cụ trả cho nó đi. Chứ cái thằng này nó dai như đỉa ấy. Tết nhất đến nơi rồi, nó vừa đến mấy hôm Tết thì mất dông. Mày bị mồm lại. Cụ khắc trả. Hai hào. Mày, hai hào của mày đây. Tao giả cho mày nhá. Hả? Hết nợ nhá. Con xin cụ. Không liên quan gì đến nợ nần nhá. Hết nợ cụ nhá. Bớ làng nước ơi, chữ cụ Lý xấu như gà bơ. Bớ làng nước ơi, chữ cụ Lý xấu như gà bơ. Mày biết chưa thằng con trai. Dòng đời tấp nập, ta vô tình đâm phập vào vi lộc thế. Này, mày làm gì đấy? Em định làm cái mà anh định làm. Nhưng mà tao thấy trước. Anh ơi, ở đây có ai làm chứng mà anh bảo thấy trước? Thì mình phải tin nhau chứ. Thôi. Anh im miệng anh đi. Làm sao? Mà thôi thế này, chẳng là cả hai cùng thấy thì bây giờ là mình chia đôi ra, còn mỗi còn là còn mỗi cái gì? Cái nít liên thiên gì? Có được không? Không được. Gặp cái lão này thì còn đúng cái nít rồi. Hai thằng kia. Dạ. Thế chúng mày làm cái gì trên đất của ông? À dạ đâu, chúng con đang ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây. Và chúng con thấy cái này. Tiền à? Hai thằng này. Dạ. Chúng mày lấy cái này ở đâu đây? Dạ, lấy ở đâu đâu ạ? Nó rơi ở đường đi, bọn con nhặt được ấy. À nhặt được à? Thế mà chúng mày nhặt được của rơi mà không trả cho cái người đánh mất, đạo đức chúng mày để đâu? Hả? Đạo đức chúng mày để đâu? Ông sẽ báo quan, ông ôi sẽ dạ, báo ông quan. Ông ơi, ông nhìn thấy tiền ý, người giàu như ông còn ham hố thì huống gì là những người nghèo như bọn con à? Nghèo gì cái thứ chúng mày? Chúng mày làm sao mà nghèo được bằng ông? Ôi trời, ông chắc trêu. Thế là coi, thế bây giờ mà chúng mày kể ra được cái nỗi nghèo của chúng mày ấy, thằng nào nghèo hơn?
ông cho. Dạ bẩm ông, con xin phép được phát biểu trước ạ. Thằng kia phát biểu luôn. Dạ, nhà con nghèo, nhà mái cỏ lộ thiên, bếp cả ngày không khói, gà không có tóc nhặt, chó không có mồi ăn. Con nghèo lắm ông ơi. Ông thương mày lắm. Ông dễ xúc động thế. Ông dễ xúc động lắm. Ông ơi, thôi ông để nước mắt đi, để dành khóc cho con. Chứ mày kể ông ra. Nghèo thế ăn thua gì. Nghe này. Ôi, ông ơi là ông ơi. Ông cái mả mẹ mày à? Dạ. Tao đã chết rồi mà mày khóc tao thế. À, dạ, con nhầm. Hỗn. Dạ, con kể lại ạ. Ôi, ông trời ơi. Nhà con khổ lắm ông ơi. Đất trời con lấy làm nhà. Những đêm trăng sáng con lấy làm nến. Da ta con đắp vào bụng ta, nói chẳng đâu xa. Ôi ông ơi, nhà con bây giờ là trên răng dưới. 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 Cái gì? Mặt cả chân. Thơ mà ngang như cua con ạ. Thơ phải thơ như ông. Mấy chục tuổi trên đời chưa từng thấy đồng tiền vuông tròn hay dài ngắn. Vì vợ ông nó giữ mất rồi con ạ. Biết đi đường nào xoay sở, chỉ chờ mỗi cái đồng này thôi. Ông chờ có mỗi cái đồng này thôi. Dạ nhưng mà. Nhưng cái gì? Chúng mày là cái phận khố rách áo ôm. Chúng mày không có tiền nó quen rồi. Nhưng mà ông là người kiếm được ra tiền. Thế mà còn vợ ông nó lại cứ giữ tiền của ông. Ông mới là người cần. Nhớ con nhé. Dạ nhưng mà. Nhưng cái gì? Đồng này là đồng ông giữ, còn cái này là của chúng mày. Dạ. Tìm người mất đi mà trả lại. Nhớ. Anh nói đúng. Còn mỗi cái nịt. Thật. Trời đất. Nóng như đổ lửa. Khá. Được. Bố đó ơi. Bố đó. Em đây. Lên cho bảo ơi. Cái gì đấy, đang phơi được tí lá thuốc mà. Đây này, tôi bảo này. Công nhận nhà bác đối kìa. Nhanh nhỉ. Nhanh cái gì? Thì đấy, mới ngày nào mua một con trống, một con mái, hai con đỏ hỏn. Thế mà bây giờ đang bán gà kia kìa, kêu ế nhỏi kìa. Bù nó này, hay là để tôi lên chợ mua một trống một mái về nhân giống. Thôi, không biết đường nào mà lần đó thầy ạ. Người ta bán gà thì mừng. Chứ cái nhà bác đối mà bán gà khéo còn không đủ tiền giống. Là nhà thế nữ là như thế nào? Tôi không hiểu. Thì tại cái lão lãm chứ sao nữa. Đến nhà người ta mua gà ấy. Nói là mua vậy chứ toàn ăn cướp thôi. Ôi dồi, dạ bẩm ông ạ. Dạ bẩm ông con xin ông ạ. Quần ra. Dạ vâng, nhưng mà dạ thưa ông, là cái con gà này mà con nuôi nó lâu lắm ạ. Tốn kém lắm ạ. Bao nhiêu năm nó mới được lớn từng này đấy. Mà con ông nuôi nó. Ông không nghe mày trình bày, đi ra đằng kia. Dạ nhưng mà dạ bẩm ông, là con đã nói cái gì đâu ạ. Con chưa hề nói cái gì ạ. Dạ con nuôi con gà này từ cái hồi mà nó chỉ là một quả trứng bé tí 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 thôi. Con ấp mãi à, con cho nó vào cái ổ được con ấp ấy mà. Nó mới lớn được từng này. Bây giờ mà ông mang đi ông ơi, hay là ông giả con thêm một vài xu đi ông. Đi ra đằng kia à. Dạ. Ông dạ, đại ông... giá quang lâm đến dạ. Đây ông lấy con gà này là phúc tổ 70 đời cho nhà mày nhá. Dạ. Đừng dạ, có mặc cả đâu. Dạ nhưng mà thưa ông không cho con một đồng nào. Thế mà ông cứ lấy không như thế này thì không được hả? Ông
cho con xin vài xu đi. Chứ con đi ra kia. Ta bẩm ông đã. Ôi, ta bẩm ông ơi. Đúng là cường hào ác bá, tức không chịu được. Gớm, thầy chỉ được cái đó là hay thôi. Thầy nhiều chữ lắm mà. Có giỏi thì đi sang đấy lấy lại gà cho vợ chồng nhà bác Đối đi. Chứ đứng đây nói chỉ có một mình tôi nghe thôi. Bù nói nhá, cứ đứng đấy nhá, chờ đấy mà xem. Chiếc cuốc này nó lại biết chạy nhỉ? Sao vừa nãy mình thấy nó ôi trời ơi, đúng rồi. Nó là một đôi chứ nó là gì nữa. Úi trời ơi, đây rồi. Úi trời ơi, vừa xin. Ái trời ơi, vừa được cả gà mà ông lại còn được cả cuốc. Thế cái con gà bỏ mẹ nó lại đi đâu rồi nhỉ? À tôi chết rồi. Con này hẳn là gà quen đường cũ, nó lại chạy lại chỗ đấy rồi. Lại mất công ông đi. Thầy nó giỏi thế. Làm thế nào để lấy được gà về đấy? Tôi mà lấy nhé. Nhiều chữ thì phải biết lấy cái chữ ra mà sử dụng chứ, đúng không? Thôi, bù nó cầm con gà sang trả cho nhà bác Hối đi. Tội bác ý. Dạ vâng ạ. Con mẹ này, hả? Dạ, vợ chồng chúng mày giấu con gà của ông ở đâu? Dạ bẩm ông này, quan vợ chồng con này rõ ràng là con gà nhà con là bị ông mang đi mất rồi ạ. Không, ông vừa mới để nó ra đấy. Gà quen lối cũ, 100% là nó chạy về đây. Hết vì mắt trước mắt sau là ông không trông thấy nó đâu hết. Dạ bẩm ông là oan vợ chồng con quá. Rõ ràng là con nhìn thấy con gà của con là bị ông chó chặt hai chân, làm sao mà nó chạy về nhà con được à? Dạ vâng. Cấm cái. Dạ. Con đấy được, kể cả nó có mất rồi thì ông sẽ phải bắt con khác để ông bắt đền nhà. Dạ vâng. Thôi con xin ông, con lạy ông mà nhà con không còn con nào nữa đâu ạ. Thì dạ. Dạ vâng. Ôi ông ơi, ông ơi con cắn thợ cắn thợ, con lạy ông mà ông đừng bắt gà nhà con ạ, ông ơi. Thôi, mình ở nhà chờ tôi mang con gà trả cho nhà bác Đối. Này, bu nó cứ từ từ đã. Có trả ấy là trả một đôi. Bu nhà thì không. Tuy mày không phải là con cũ của ông nhưng mà ông vẫn được lãi cái đôi guốc ấy. Giá mà còn cái con gà cũ thì có phải là ông vừa được đôi gà, ông vừa được đôi guốc không? Tiếc quá. Con danh con nó chui vào kia để nó đẻ mày ạ. À. Gà ơi đợi ông nhé, ông đến đây con ơi. Yên yên yên. Nào, ngoan ngoan nhỉ ông Thương.
Gà ơi, ông đến với mày đây. Úi trời ơi, nào đâu đang nằm ở đâu. Ai đâu quá, ôi gai nó đâm đầu quá, ai rồi, ôi trời chết tôi rồi, gà của tôi đâu rồi, tôi chết tôi rồi, gà đâu rồi, quốc đâu rồi, cái sao lại mất hết thế này, mẹ cha con ăn trộm nhá, chém cha con chó, bá ngọ con mèo, chặt có thì mày không trèo, mày lại treo cái chặt không, thiếu gì áo trắng quần hồng mà mày đi mày hốc không con gà của ông mày thế này hả? Ông ơi, ai dám bắt nạt ông? Ai dám bắt nạt ông? Ông bảo đi, con giải quyết luôn. Con, dạ, con đang bắt nạt ông. Con bỏ cái con này rồi, ôi trời. Con xin lỗi ông nhé. Mày, con đang chặt củi đầu kia, nghe ông gào ỏm cù tỏi, không biết có chuyện gì, thế có chuyện gì hả ông? Mày có thấy cái con gà với cái đôi guốc ông để đây không? Có đấy ông này. Đâu? Đây. Hiện thân của gà đấy. Vớ vả vớ vẩn. Mà đúng rồi, mày chui ngay vào cái bụi kia. Mày lôi cổ cái con gà mái của ông ra đây cho. Trong cái bụi gai kia. Ừ. Ôi ông ơi, không những là gai mà còn là gai cây mây nữa. Này, chân đất mắt toét như con vào đấy có mà nát chân. Mẹ cha nhà mày. Này đây, đi vào. Ông này, thế thì ông chưa hiểu con rồi. Con nói thật với ông, con tuy nghèo nhưng mà rất là sang. Con nghèo nhưng con không hèn. Con nói thật với ông, cái tính của con ấy, mày có thể nhanh lên tí được không? Ý của con tóm lại là như thế này, con chỉ dùng cái đồ của con thôi, chứ ba cái đồ mà đi mượn là con không dùng. Nhỡ đâu nó hỏng thì ông bắt đền con à? Chui này, ông cho mày luôn. Mày chui vào bắt con gà cho ông. Ông nhớ nhá, ông nhớ giữ lời nhá. Nhanh lên con. Ở đâu rồi? Mày nhanh lên cho ông cái. Làm gì? Mày chui vào bụi rồi, bắt gà ra cho ông. Thôi, không phải vào đấy nữa đâu. Thế sao lại không vào? Lúc nãy con chặt củi ở bên kia, thì con nhìn sang bên này, thấy có đôi con gà mái. Đúng không? Cái loại mà tầm hơn cân ấy. Đúng rồi, đúng gà của ông. Hai con gà mái, nó cất cánh. Có như này. Đấy, sao nó như này này. Đấy, sau nó như này nó cao dần nó bay về trời rồi. Mẹ cha nhà mày. Gà nào nó bay được lên trời? Chị ông, chị con hỏi ông nhá. Ông đã bao giờ thấy con cá chép ấy nó hóa rồng chưa? Mà người ta bảo là cá chép vượt Long Môn. Mẹ nói ngắn thôi. Nhanh được con bắt gà. Tóm lại là ông có tin không? Ông có tin là cá chép hóa rồng không? Thì có. Tin đúng không? Ừ. Thì con gà nó cũng thế. Bây giờ con gà nó đã trở thành cánh tiên cánh phượng rồi. Chả phải ông cũng vẫn hay bảo là làm cho ông con gà thành cánh tiên cánh phượng à? Bây giờ nó thành tiên thành phượng nên nó bay về rời là đúng rồi. Này, lên rời mà tìm nhá. Nhá. À, thôi ông ơi. Rất là hợp, rất là đẹp. Thôi con xin nhá. Con xin ông. Sao gà thế nào mà nó lại bay lên trên đấy được nhỉ? Mẹ cha cái quân ăn trộm. Ai à? Ôi trời, chết tôi rồi. Thằng danh con kia đứng lại cho ông. Trời ơi. Thân tôi thế, lấy được cái con vợ. Mày biết ông đang nằm đây ông làm gì không? Hả? Nằm đây làm cái gì?
Tao đang hứng nước ở trên trời nó rơi xuống, khát nước từ đêm qua đến giờ. Rồi ôi sao lại lấy được cái con vợ nó như thế này, có khổ cái thân tôi không chứ lại. Rồi ơi, sao mà ngu thế hả trời ơi? Ngu thế nào? Thế sao không đi ra giếng làng ấy mà nằm đấy? Thỉnh thoảng người ta đi, người ta múc nước qua, người ta tạt cho một gáo mà uống, thế nằm đây chờ sương, chờ đến bao giờ hả? Giời ơi, tao đi được ra đến giếng làng thì tao đã xuống tao uống nước rồi, việc gì cũng phải nằm đấy chờ. Đi ra đây xa bỏ bố lên được ấy chứ lại tao nằm đây tao há chờ xương xuống, hiểu chưa? Thế mà tôi lại cứ tưởng là ông chờ sung đấy. Sao được lấy đi cái con vợ nó ngu thế này, có khổ thân tôi không? Chờ sung thì mày phải kê chõng ra gốc sung để ông chờ sung, chứ ông ngồi giữa sân này, nằm giữa sân này thì sung đâu ra mà chờ hả? Mà sao lại ui sao có con vợ nó lười thối tay ra, có con trâu mày phải cho nó ăn thì tao mới mang đi cày được chứ. Mày lười như thế, mày không cho trâu nó ăn thì nó làm thế nào? Thì tao chả bán trâu đi, tao uống rượu còn gì nữa hả? Này, thế tao hỏi mày nhá, bây giờ có con trâu mày bán đi rồi, thế thì lấy gì mà cày? Mà không có cày thì lấy gì mà ăn? Rồi ôi, thôi tí cứ ngồi đây mà há, há mà chờ. Rồi tao ơi, tao cũng ngồi đây, há tao cũng há, đấy. Xem có cái gì rơi xuống rồi tao mày cùng ăn. Rồi ôi, rồi, há cái mồm thôi, mày há cả chỗ đấy ra. Ui giời, đúng cái đồ lười thối thây, không làm mà đòi có ăn ấy, chỉ có ăn cái đầu... Đầu gì? Ăn cái đầu gối này này. Mày há lại tao xem nào. Há không phải há cái đấy, há cái này này. Tiệt đấy. Này ngon đấy. Ngon cái gì mà ngon? Sáng ra rửa mỡ à? Mỡ cái gì còn lâu? Mỡ sao mày ngu thế? Tao có cách kiếm tiền rồi. Đúng rồi. Cả nhà mình có cái ăn rồi. Chồng đâu? Ôi giời ơi, đừng có nhắc đến cái thằng vô tích sự ấy nữa. Nó đang nằm ở ngoài gốc sung kia kìa. Ôi thế à? Thế thì bây giờ thì mình sướng nhỉ? Sướng thì vào đây chứ, đừng lấy làm sao mà sướng được. Vào luôn. Thế, ngồi xuống đây. Cẩn thận đứt dây. Ôi giời ơi, cái gì cũng cẩn thận. Cẩn thận quá thì thôi, về nào, cầm dây cầm thước về. Thông cảm cho đằng này, lần đầu tiên làm chuyện đấy. Từ trước giờ đã bao giờ đi đò dạo như thế này đâu. Giời. Này. Nói nhỏ nghe này. Cái gì mà chả có lần đầu tiên. Mạnh dạn lên, chỉ sợ mai mốt đằng ấy lại nghiện, cứ quay lại đòi đo nữa. Thế thì thế bây giờ coi như là đò nhá. Đò thì chỉ cần gì nữa. Đò thì ấy, cởi ra đi. Cứ cởi luôn. Ừ. Thế nhưng mà không được. Sao? Như thế không công bằng. Sao không công bằng là như nào? Cởi thì ấy cũng phải cởi chứ. Không lẽ cởi lại cởi một mình. Cởi luôn. Đúng rồi, có làm thì mới có ăn. Còn không làm gì mà đòi ăn, chỉ có ăn cái đầu. Đầu. Cái đầu. À, đầu rồi, đầu đây rồi. Cái đầu gối này nè. Úi giời ơi. Tao bắt được rồi nhá. Con này thằng này, mày đến đây làm gì? Mày làm gì ở đây? Dạ, chị nhà bảo em đến đo à? Đo à? Mày đo cái gì? Mày ra đây, mày ra đây. Mày ra đây. Nó bảo đo cái gì? Mày đo cái gì? Hả? Tôi có biết cái gì đâu. Tôi đang nằm ở nhà ngủ thì anh ấy lao vào, anh ấy bảo anh đo tôi.
Mày đo cho tao cái lìa. Ông già, anh ơi, anh ơi. Ôi là anh ơi, anh ơi, em cắn đầu thỏ may nó đến. Anh ơi, anh chị đây. Hả, cái gì? Anh đừng có hồ hoán. Bà con hàng xóm láng giềng nghe thấy thì chết em. Em còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa. Mà nhất là con vợ em mà nó biết thì nó cắt cổ em. À, cắt cổ tao không phải đợi con vợ mày nhất. Tao cắt cổ mày luôn, tao cắt cổ mày luôn, mày muốn nào. Đây, đây, em xin anh cho em bồi thường à. Dạ. Bồi thường à? Dạ vâng ạ. Có cho nó bồi thường không? Không, làm sao mà bồi thường được danh dự của tôi mà. Mày định bồi thường danh dự của vợ tao bao nhiêu tiền? Dạ. À đây, đây. Dạ thưa anh. Đây, em có 2 quan tiền để hôm nay em đi lấy phải. Mày nghĩ danh dự của vợ tao nó chỉ có được bằng 2 quan tiền thôi? Ôi giời ơi, con vợ của thằng thợ máy đâu? Anh bé cái mồm của em không chết em anh ơi. Bao nhiêu? Mấy quan? 4 quan hả? Lại thằng kia! Dạ. Tao cho mày bồi thường danh dự của vợ tao ít nhất phải là 5 quan! Ôi anh ơi! Nhưng mà... Thế thì... Thôi như này nha! Còn 3 quan nữa thì... Ngày hôm sau em gửi nốt anh chị ạ! Được không ạ? Được rồi, cầm lấy! Tao nói cho mày biết nhá! Dạ. Ngày mai mà tao đến mà mày không giả lốt cho tao 3 quan nhá thì tao sẽ nói chuyện với cả cái con vợ mày ở nhà nhá! Dạ. Đừng có đùa, tao kêu ầm ĩ lên! Cốp! Dạ vâng, em nhớ rồi ạ! Dạ. Làm sao thế? Em bảo em chào anh chị em về! Sợ đái cả ra quần rồi. Xem nào. Tiền dễ kiếm quá mình ơi. Nhưng mà tôi nói cho cô em biết nhá. Lần sau ấy là có vẻ mình phải vào thẳng cái gối luôn. Cứ đầu phải vào gối thì tôi mới phi vào được chứ. Trời ơi, được rồi, rút kinh nghiệm. Nhưng mà lần sau là phải nhớ đấy nhá. Tôi nhớ rồi. Gối luôn. Trời ơi, bọn đây đi. Ôi, từ nào. Ôi giời ơi. Buồn quá. Ôi giời. Cái gì? Nhầm. Đây là guốc của cởi mà. Thì guốc của mình đâu? Đây của mình mà. Ê, đây. Hả? Hai trái tim là một đôi. Thế của mình đây. Ôi dồi ôi. Này. Hả? Mày thế chứ gì? Mà này, sao quốc cứ không đi lên lệ cái phán nách như thế nào? Đi thì phát vừa rồi nhá. Con mà xuất cái mõm này à. Dạy. Cẩn thận đấy. Này. Hả? Cởi ơi. Cởi đây. Cởi cho mình hỏi nhé. Hỏi đi. Chồng cởi đâu? Úi giời ơi. Đừng có nhắc đến cái thằng vô tích sự đấy nữa. Làm cởi buồn. Sao lại vô tích sự? Sáng sớm ngày ra, đi ra cây sung, ôm gốc sung, chờ sung rụng rồi. Chiều mới về. Ôi giời. Chán lắm, chả được tích sự gì. Chả nhờ được việc gì cả. Uổng quá. Quá uổng. Uổng kinh như được ý. Này, thì đúng là uổng thật ý. Đấy, làm gì thì mất uổng đi. Này, thì nó không ăn uống gì à? Không, nó ra đây nó chờ sung dụng nên ăn đấy. Ôi dồi ôi, đúng là phí của giời. Không ăn được ý, thì cởi mở cho cả làng này người ta xơi chứ nhỉ. Sao lại nói cởi thế? Cởi ơi. Cởi đây. Đố cởi nhá. Đàn bà thích cầm cái gì nhất của đàn ông? Giời ơi. Hỏi tiếp cũng phải hỏi. Cầm tiền, cầm vàng, còn cầm cái của nợ gì nữa. Đúng rồi. Đúng rồi. Này, thế mà mấy con hĩm ở trong làng ý, nó lại cứ thích cầm cái này. Giời ơi, làm sao mà bằng cởi được. Uổng quá. Thế có muốn cởi giống mấy đứa kia không? Giống mấy con hiếm ở trong làng ấy hả?
trời ơi, thế thì nó lại thích cầm tay. Đi. Từ 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 từ. Trời ơi. Ơi. Uổng quá. Thế mà nó bảo là đồng trinh. Nhưng mà đúng là ngon thật. Đã uổng. Ngon lắm. Uổng quá. Sao thế này? Ôi trời ơi! Sao mày không nói gì? Sao nó làm mày mà mày không nói? Ôi trời ơi! Mày ơi! Tại sao mày không vào? Thì tao phải nghe tín hiệu. Đã thống nhất là bao giờ có cái câu đầu gối thì tao mới lao vào cơ mà. Nhưng mà tao mới nói đến cái đầu thôi là nó đã đút vào mồm tao rồi. Đút cái gì vào? Tao đút cái rẻ đấy, tao đút cái gì nữa? Ôi trời ơi! Mất hết cả rồi. Đúng là cái đồ ngu. Mà cái tội mày ấy, mày chứ còn ai nữa. Mày không thông minh, không thấy vợ mày ra thì mày phải đạp cửa mày xông vào xem mày làm gì vợ mày chứ. Ôi trời ơi. Nó giết tao trong đấy mày cũng kệ tao à. Khổ thế, lấy được con vợ ngu, sao mày ngu thế. Mà cũng tại cái thằng Kim Hoàn ấy. Tiền sư. Khốn nạn. Tiền sư cái thằng Kim Hoàn. Ôi trời ơi. Mất hết cả rồi. Ôi trời ơi. Đúng là đời mà không làm lại muốn có ăn thì chỉ có ăn cái đầu.